Xin giới thiệu đến các bạn, đây là thiên đường ăn vặt của bờ kè chú Lộc. Đây, chú Lộc. Bây giờ thì xem tiểu bà xã chú Lộc đang làm món gọi là bánh tráng gì cô? Bánh tráng mắm ruốc. Nguyên liệu của nó là bánh tráng nè. Quẹt lên một ít mắm ruốc, bỏ hẹ lên. Rồi sau đó rồi bỏ hẹ và bỏ lên đây là bò khô đó, bò khô và hành phi nữa, tuyệt vời. Một cái vậy là mấy ngàn cô? 6.000 một cái, rất rẻ các bạn. Ngon ơi là ngon, ngon ơi là ngon. Lấy dĩa, lấy dĩa con, lấy dĩa rồi bỏ con. Đây là quán chú Lộc ở bờ kè sông Trà và những em nhỏ đang thưởng thức. Rồi xa xa kia thì những bạn trẻ đang thưởng thức ẩm thực. Cô bán cho con luôn một cái bánh tráng nhưng mà có trứng rồi đó, như nãy đó. Bánh tráng kẹp. Rồi bây giờ cô bây giờ thêm một cái tráng kẹp nữa con, nếu mà ăn mà không thấy thì đem mang về nhà ăn tiếp nha con. Đây là bánh tráng kẹp, gồm có bánh tráng nè, bánh tráng sống phải không cô? Bánh tráng sống, hành mà tương. Rồi đó, đây là bánh tráng kẹp nha các bạn. Bơ nữa, bỏ bơ vô nữa, quá tuyệt. Trứng đó, bơ và trứng. Đây là ẩm thực bờ kè sông Trà Khúc. Tuyệt vời. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là món bánh kẹp. Nguyên liệu của nó là bánh tráng sống nè, hành nè, mực, bò khô nè, trứng nè. Đó. Thiên đường ẩm thực bờ kè Trà Khúc thì gồm có rất là nhiều món: bắp, nếp nướng, bánh tráng mâm ruốc, nem nướng, cá viên chiên, cá chỉ vàng, các thứ. Đó. Ngồi ngắm sông Trà Khúc, cầu Thạch Bích. Đó. Rồi, chờ cho cái này nó chín, sau đó bỏ vô cái dĩa và thưởng thức. Đó, hấp dẫn chưa? Kẹp lại, bỏ vô cái dĩa. Bỏ vô dĩa cho con nha. Rồi. Cái này thì mấy ngàn một cái cô? 12 ngàn một cái. Đầy dinh dưỡng. Rồi bỏ vô. Rồi. Ở đây thì bây giờ hỏi xem thử thưởng thức bắp như thế nào nè. Chú có cái thú vui đi bờ kè ăn cho nó vui hả? Vui vẻ phải không chú? Ở gần đây. Rồi. Chú thấy Quảng Ngãi mình có cái gì thú vị? Có ở lâu rồi, bình thường. Bình thường. Nhưng mà mấy cái món ăn này thì thấy ra sao? Dân quê. Dân quê một mật. Rồi, quất cái bắp đi chú. Mẹ ơi, con thật sự rất thấy cái này rất là ngon. Và thật sự rất là tuyệt vời. Đây là... Con ở đâu mà... Còn ở đây thôi. Không bắt nè. Cho mọi người xem thử ẩm thực Quảng Ngãi như thế nào. Đó, ăn bắp, bắp sông Trà này. Dân quê. Bắp quay trong cái đất này đi. Đó, sông Trà ở dưới kia trồng bắp. Sông Trà Khúc trồng bắp. Sau đó mang lên đây. Mang lên đây để bán, nướng ăn. Bán. Bên trong mâm ruốc. Bánh răng kẹp cắt ra từng miếng. Bánh tráng kẹp đây các bạn. Đó. Bánh tráng kẹp. Thưởng thức bánh tráng kẹp như thế nào, nó có cái mùi vị như thế nào. Tuyệt vời. Trời. Tiếp theo là món nem nướng và món bắp nướng. Cô bây giờ cô làm bắp nướng cho nó đòn hoàn, cho nó ngon lành nữa cô. Cái bắp đó, cái này có bỏ gia vị lên không?
chuẩn bị cua sẽ bỏ gia vị lên kia đó. Gia vị của món bắp nướng thì gồm có bắp, sau đó quẹt lên một ít dầu, mắm, cái đó là mắm ruốc. Cái mắm đó còn lím lím nó ngon. Rồi. Thấy nó ngon đúng không? Mắm ruốc bỏ lên, bỏ hẹ lên. Đó. Sau đó nướng. Đây là món bắp. Bắp này là mình mua ở đâu? Bắp này dưới bờ kè sông Trà Khúc mang lên thôi. Bắp. Đây là món gì đây ông bà? Đây là món bánh tráng kẹp. Đúng rồi, bánh kẹp, món tráng kẹp rất là ngon. Rồi. Đặc biệt là bắp ở sông Trà Khúc, nhờ có phù sa màu mỡ cho nên là bắp nếp rất là ngon, thơm ngon. Đặc biệt đó, nếu mà khách du lịch mà đến Quảng Ngãi du lịch hoặc là đi đến đây chơi, đi Lý Sơn, đi Sơn Quỳnh, đi Gò Cỏ, đi Gành Yến vân vân, ghé về Quảng Ngãi thì buổi chiều đi ra ngoài bờ kè mình thưởng thức ẩm thực. Chú Lộc, trong hỏi thăm thứ ví dụ như có khách lạ tới đó, mình có khi nào mình bắn nó năng lên xíu 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 hay là vẫn dân dở cuộc tình trong kia thôi? Cái gì nó cũng bắn cũng bình thường thôi, bà dân dở thôi chứ đâu. Trong cho người ta ăn vui. Ăn vui thôi. Ẩm thực. Có mấy bữa cũng đồng đó. Dạ. Đồng bướm không? Bằng bướm lắm. Đó, mấy bạn nghe tiếng Quảng Ngãi ư hấp dẫn chưa? Hai vợ chồng bán vậy thôi. Dạ đúng rồi. Đó. Bán đủ thứ các món. Một cái gánh hòn quê, bắp thì lấy dưới sông Trà Bồng, sông Trà Khúc đem lên nướng, sau đó phục vụ cho khách. Con cảm nhận cái món bánh tráng mắm ruốc như thế nào ăn gì? Thật sự rất là ngon luôn ba. Nhưng mà con ăn mấy cái? Ăn con ăn nó được ba dĩa. Ăn ngồi dĩa thứ ba. Ăn ngồi dĩa thứ ba. Ăn giờ là tối gì là sao mày ăn cơm? Con có ăn cơm. Chứ hả? đừng ra ngoài xe cộ. Wow. Buổi chiều thì xíu nữa là sẽ có đông người tới thưởng thức. Và có món đi học về. Rồi. Bắp coi thử bắp gần chín rồi. Đó. Một trái bắp như vậy thì bao nhiêu tiền cô? Bả ngồi một trái nướng như vậy. Ok. Bao nhiêu cái một cái này em? 5.000 là một sao hả? 5.000 một cái anh em. Rồi. Như vậy là ăn bánh tráng mắm ruốc là rẻ nhất. Bánh tráng mắm ruốc là 6.000. Bánh tráng kẹp là 12.000. Bắp là 7.000. Nem là 5.000 một cái. Rồi. Đó. Đây là món ăn buổi chiều. Còn trứng cút lộn nữa. Đây, có một đủ thứ. Cút lộn. Bao nhiêu một chục? Rồi. Đó. Rồi. Mọi người đang thưởng thức. À, 100.000 là có thể ăn được nhiều món. Ăn được 4 người. Rồi. Rồi. Bán đây thì mấy giờ nghỉ chú Lộc? 11 giờ. 11 giờ tối nghỉ. 11 giờ tối nghỉ. Rồi. Bây giờ quất thêm một dĩa nem nữa. Một cái bánh tráng mắm ruốc, một cái trái bắp, một dĩa nem. Đó, vậy bạn là tối về đâu cần ăn cơm nữa. Ăn ít thôi. Có ăn mà ít. Cứ chiều về mình làm vậy nữa là lâu lâu rồi ghé. Lâu ghé thôi chứ đâu ăn thường đâu. Dạ. Đây quý vị, sông Trà Khúc, phía dưới là đồng bắp mênh mông và bắp này đem lên làm món ăn dân dã. Đến Quảng Ngãi thì hãy ghé bờ kè sông Trà Khúc. Bây giờ thì cầu Thạch Bích đã lên đèn rồi.
cũng như bắt đầu một buổi tối ẩm thực đường phố. Bây giờ các bạn